Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 11 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo và bài thời sự trình bày tiếp cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seward và Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 10, từ câu 21 đến câu 24. Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hoan hỷ và nói: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi, và không ai biết người con là ai trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai trừ người con, và kẻ mà người con muốn mặc khải cho. Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng: Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy. Quả thế, Thầy bảo anh em, có nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Anh chị em thân mến! Trong thánh lễ nhân ngày năm thánh dành cho những người nghèo, những người bị xã hội gạt bỏ, sáng Chủ nhật 13 tháng 11 năm 2016, Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lưu truyền cổ kính về Thánh Lorenzo tử đạo ở Roma, khi thánh nhân phân phát tài sản của cộng đoàn cho người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người mà thánh nhân gọi là những kho tàng đích thực của giáo hội, trước khi chịu chết vì niềm tin vào Chúa Kitô. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Luca chúng ta vừa nghe có hai phần. Phần thứ nhất là một lời nguyện của Chúa Giêsu khi Ngài chúc tụng và tạ ơn Chúa đã ban những ơn đặc biệt cho những kẻ bé mọn, được ơn biết Ngài và biết Chúa Cha. Phần thứ hai, Chúa Giêsu nói về niềm vinh hạnh của các môn đệ khi được nghe và nhìn thấy những gì Ngài rao giảng và thực hiện. Lịch sử cứu độ cho thấy cách thức Thiên Chúa mặc khải không theo lối suy nghĩ và phán đoán của con người,
mà Thiên Chúa luôn thông truyền ý muốn và mặc khải điều cao siêu cho những người bé mọn, khiêm nhược. Chúa Giê-xu đã xác nhận và tạ ơn vì điều ấy trong lời cầu nguyện của mình với Chúa Cha. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha vì Cha đã mặc khải cho những người bé mọn. Quả vậy, chính sự hồn nhiên của tâm hồn trẻ thơ giúp người bé mọn nhận ra khuôn mặt của Thiên Chúa nơi Chúa Giê-xu. Vì sao vậy? Thưa, bởi vì những người bé mọn là những ai sẵn sàng nhận những ơn Thiên Chúa ban, mở tâm hồn ra đón nhận ơn cứu độ như một ân huệ xuất phát từ Thiên Chúa Cha. Hoặc nói cách khác, họ là những người hèn mọn, khiêm nhường, đơn sơ, những tội nhân thành thật hối cải trước tình yêu của Thiên Chúa. Và tại sao những bậc thông thái khôn ngoan quyền quý lại không được tỏ bày? Thưa, kiểu nói của Thánh sử Luca ở đây ngụ ý rằng, bậc khôn ngoan thông thái không những chỉ các kinh sư, những người Pha-ri-sêu thời Chúa Giê-xu, những người cho mình có độc quyền về lề luật, hiểu biết ý của Thiên Chúa, mà còn là những người ở mọi thời coi mình như có đầy đủ mọi sự, không cần mặc khải của Chúa Giê-xu, những người chỉ cậy dựa vào sự khôn ngoan đời này để giải quyết mọi vấn đề, kể cả vấn đề cứu độ. Lời Chúa hôm nay một lần nữa nhắc cho chúng ta về ý muốn và tình yêu của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, nhất là những ai khiêm tốn đón nhận sứ điệp tình yêu thương xót của người bằng tấm lòng đơn sơ, tín thác và mến yêu. Cũng từ sứ điệp lời Chúa hôm nay, mỗi tín hữu cần luôn tỉnh thức trước căn bệnh mù lòa tinh thần khi không thể nhìn quá thế giới của mình, để trông thấy và học nơi những người nghèo khó, bé mọn, những người bị xã hội bỏ rơi, loại trừ. Đức Thánh Cha Francisco cũng đã có lần cảnh báo các tín hữu về căn bệnh này khi nói rằng, ai bị bệnh mù trầm trọng này thì thường có thái độ mắt lé, nhìn các người danh tiếng có địa vị cao được thế giới ngưỡng mộ với lòng kính trọng, mà không thèm nhìn biết bao nhiêu Lazaro ngày nay, không thèm nhìn các người nghèo túng và các người đau khổ là những người được Chúa ưu ái. Quả vậy, suy niệm sứ điệp và cả cuộc sống của Chúa Giê-xu, chúng ta phải nói rằng, người nghèo, người bị bỏ rơi, người đơn sơ, khiêm tốn là trang chính của tin mừng, luôn rộng mở trước mọi người, ngay trong những sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được tâm hồn bé mọn, để chúng con biết phó thác và tin tưởng vào Chúa, biết mở lòng lắng nghe, thưa chuyện và dấn thân yêu thương cách cụ thể với người, nơi những anh chị em nghèo khổ và bị bỏ rơi chung quanh chúng con. Amen. Sâu thương dấn dương.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chia buồn về sự qua đời của cựu chủ tịch Fidel Castro. Cựu chủ tịch Fidel Castro đã qua đời vào lúc 22 giờ 29 phút thứ Sáu 25 tháng 11 vừa qua. Thông tin này được em trai của ông là chủ tịch Raúl Castro loan báo trên đài truyền hình quốc gia. Fidel Castro đã lãnh đạo quốc gia độc đảng Cuba trong gần 50 năm trước khi ông Raúl lên nắm quyền hơn 8 năm trước. Một kỷ nguyên cách mạng làm rung chuyển và thay đổi thế giới đã trôi qua với cái chết của ông Fidel Castro, kiến trúc sư của cuộc cách mạng Cuba. Cho đến tận cuối đời, chỉ thiếu 10 năm là tròn một thế kỷ, ông Fidel Castro luôn đi theo đường lối cứng rắn của cách mạng Marxist. Ông cai trị Cuba trong gần 50 năm và qua 10 nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ, chính thức bàn giao lại cho người em trai Raúl trẻ hơn, điềm tĩnh hơn, ít lôi cuốn hơn, nhưng thực tế hơn ông. Cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 vốn đưa thế giới đến bờ vực của cuộc chiến tranh hạt nhân, hẳn sẽ xác định tương lai của Cuba là ở tuyến đầu của cuộc chiến tranh lạnh. Chuyến viếng thăm của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai đến Cuba vào năm 1998 đã khởi đầu thời kỳ tan băng và khẳng định rằng mặc dù Fidel là một người cộng sản suốt đời, nên giáo dục mà ông nhận được từ các tu sĩ dòng tên cho thấy việc ông nhận mình là người vô thần có phần lúng túng. Sự sụp đổ của khối Đông Âu đã đẩy Cuba rơi vào tình trạng nghèo khổ, và chỉ nhờ sự giúp đỡ của Tổng thống Hugo Chavez của Venezuela mới được dễ chịu phần nào. Những cải cách dần dần và thận trọng của Raúl đã dẫn đến sự phục hồi mối quan hệ ngoại giao từng bị xem là không tưởng với Washington vào năm 2014. Bị cầm tù sau cuộc tấn công không thành công trại lính Moncada năm 1953, Fidel đã viết câu này cho mộ bia của mình: "Lịch sử sẽ giải oan cho tôi." Ngoài cuộc gặp gỡ Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ Hai, ông Fidel Castro cũng đã gặp Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 và gần đây nhất là Đức Giáo Hoàng Francisco khi ngài tông du tại Cuba. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi điện văn chia buồn đến Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Raúl Castro như sau. Kính gửi ngài Raúl Modesto Castro Ruz, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba kiêm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Cuba. Nhận được tin buồn, bà huynh yêu quý của ngài là Fidel Alejandro Castro Ruz, cựu Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Chính phủ Cộng hòa Cuba đã qua đời. Tôi xin chân thành chia buồn với ngài và những người thân của người quá cố, cũng như với chính phủ và nhân dân của đất nước thân yêu này. Đồng thời, tôi cầu nguyện xin Thiên Chúa cho người quá cố được yên nghỉ, và tôi xin phó thác toàn thể dân tộc Cuba cho lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng là bổn mạng của đất nước Cuba. Francisco Giáo Hoàng. Được biết, nghi lễ an táng ông Fidel Castro sẽ diễn ra vào mùng 4 tháng 12 năm 2016. Tin Roma. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella khẳng định rằng, năm thánh lòng thương xót chứng tỏ giáo hội là người mẹ. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Quan sát viên Roma của Vatican, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Tân Phúc Âm hóa nói rằng, các tín hữu đón nhận năm thánh lòng thương xót với niềm vui. Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella đã trả lời trong cuộc phỏng vấn được đăng trong ấn bản ngày 23 tháng 11 vừa qua trên tờ Quan sát viên Roma rằng, năm thánh lòng thương xót đem lại cho các Kitô hữu một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Đừng quên rằng, nhiều lần giáo hội đã tỏ ra là một người mẹ kế hơn là một người mẹ ruột. Và giáo hội xuất hiện với giáo luật trong tay chứ không phải là tin mừng. Vì lý do này, hơi thở tuyệt vời của lòng thương xót được hoan nghênh như một làn gió của mùa xuân.
Đức Tổng Giám mục cũng thảo luận về các sáng kiến được đề cập trong tông huấn mới của Đức Thánh Cha Francisco Misericordia et Misera. Một trong các sáng kiến ấy là việc nới rộng năng quyền cho các linh mục giải tội vạ phá thai sau khi kết thúc năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha cho biết, để không có chướng ngại nào ngăn chặn giữa yêu cầu được hòa giải và sự tha thứ của Chúa, từ nay trở đi tôi ban cho tất cả các linh mục do sứ vụ của mình được năng quyền giải vạ cho những người đã phạm tội phá thai. Điều mà tôi đã ban trước đây trong năm thánh nay được nới rộng trong thời gian bất chấp điều gì trái ngược. Tôi muốn mạnh mẽ tái khẳng định rằng phá thai là một trọng tội vì nó chấm dứt một sinh mạng vô tội. Tôi cũng có thể và phải mạnh mẽ khẳng định rằng không có tội nào mà lòng thương xót của Thiên Chúa không thể đi tới và tiêu hủy khi Ngài tìm thấy một con tim thống hối xin được hòa giải với Chúa Cha. Vì thế, mỗi linh mục hãy làm người hướng dẫn, nâng đỡ và an ủi trong việc đồng hành với các hối nhân trong hành trình hòa giải đặc biệt này. Đức Thánh Cha cũng nới rộng năng quyền giải tội cho các linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X. Trong năm thánh vừa qua, tôi cũng ban cho các tín hữu vì nhiều lý do khác nhau lui tới các nhà thờ do các linh mục thuộc huynh đoàn Thánh Pio X để lãnh nhận một cách hữu hiệu và hợp pháp bí tích giải tội. Vì thiện ích của các tín hữu ấy và tin tưởng nơi thiện chí của các linh mục ấy, để với sự trợ giúp của Chúa, các linh mục ấy có thể phục hồi sự hiệp thông trọn vẹn trong giáo hội Công giáo, do quyết định riêng của tôi quyết định nới rộng năng quyền này vượt qua thời kỳ năm thánh, cho đến khi có quyết định mới về vấn đề này, để không ai bị thiếu dấu chỉ bí tích về ơn hòa giải qua sự tha thứ của giáo hội. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Hội đồng giám mục Hàn Quốc phát động chiến dịch chống án tử hình. Hội đồng giám mục Hàn Quốc tái phản đối án tử hình bằng cách phát động chiến dịch nâng cao nhận thức qua các phương tiện truyền thông, các sự kiện giáo dục và văn hóa. Tiểu ban về hủy bỏ án tử hình nhóm họp hàng năm thảo luận cách thức để thúc đẩy hơn nữa quan điểm của giáo hội về án tử hình đối với xã hội Hàn Quốc. Tiểu ban sẽ phát động chiến dịch chống án tử hình bằng cách xuất bản các ý kiến và các bài báo của các nhân vật trong giáo hội cũng như các tổ chức. Tiểu ban còn có kế hoạch sẽ phát hành vào cuối năm nay các tài liệu giáo dục nhắm đến các học sinh trung học. Một buổi trình diễn đặc biệt cũng được tổ chức nhân ngày Thế giới chống án tử hình vào ngày 30 tháng 11. Ủy ban giám mục sẽ giúp cho chiến dịch bằng cách tổ chức một buổi thảo luận và hòa nhạc vào ngày 18 tháng 12 tại Chucheon, tỉnh Gangwon. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc từ lâu đã cố gắng xóa bỏ án tử hình, dù không có vụ xử tử nào tại Hàn Quốc từ năm 1997 đến nay. Theo trường luật Cornell, đến cuối năm 2014, có ít nhất 61 tù nhân mang án tử hình, và cho đến năm 2015 có thêm một án. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng phẩm giá người nghiện ma túy. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tôn trọng phẩm giá của người nghiện ma túy để có thể giúp họ được chữa lành và phục vụ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 24 tháng 11 vừa qua dành cho 60 tham dự viên Hội nghị quốc tế về ma túy tiến hành tại Vatican trong 2 ngày 23 và 24 tháng 11. Với chủ đề Các ma túy, những khó khăn và giải pháp cho vấn đề này của thế giới. Hội nghị do Hàn Lâm Viện của Tòa Thánh về các khoa học tổ chức. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha xác nhận ma túy là một vết thương trong xã hội chúng ta. Nó làm cho các nạn nhân mất tự do và trở thành nạn nhân của hình thức nô lệ mới này. Sau khi nhắc đến nhiều nguyên nhân khiến cho nhiều người nghiện ma túy, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, chúng ta không thể rơi vào tình trạng bất công khi xếp loại những người nghiện ma túy như thể họ là những đồ vật hoặc những gì bị đổ vỡ. Trái lại, mỗi người cần được đề cao giá trị và quý chuộng trong phẩm giá của họ để có thể được chữa lành. Hơn bao giờ hết, họ tiếp tục có một phẩm giá trong tư cách là người và là con của Thiên Chúa.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, điều quan trọng là biết rõ tầm mức của vấn đề ma túy, nhất là rất nhiều trung tâm sản xuất và phân phối ma túy. Chúng ta biết đó là một phần quan trọng của các tổ chức tội phạm, nhưng cần phải biết rõ cách kiểm soát các mạng tham nhũng và những hình thức rửa tiền. Để được như vậy, không có con đường nào khác là đi ngược lên hệ thống này, từ việc buôn bán ma túy ở hạ tầng cho đến hình thức tinh vi nhất trong việc rửa tiền, ẩn nấp trong các tư bản tài chánh và các ngân hàng chuyên rửa tiền bẩn. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến vai trò của gia đình, của giáo dục và nói rằng, điều chắc chắn là để ngăn cản nhu cầu tiêu thụ ma túy, cần thực hiện những cố gắng lớn và thi hành các chương trình rộng lớn về mặt xã hội hướng đến sức khỏe, sự hỗ trợ của gia đình và nhất là giáo dục mà tôi cho là cơ bản. Việc huấn luyện nhân bản toàn diện là điều ưu tiên, nó mang lại cho con người khả năng có những phương thế phân định, nhờ đó họ có thể thẩm định những khả thể khác nhau và có thể giúp đỡ người khác. Theo Đức Thánh Cha, mặc dù phòng ngừa là con đường ưu tiên, nhưng điều quan trọng không kém, đó là hoạt động để phục hồi toàn diện và chắc chắn cho các nạn nhân trong xã hội, để trả lại cho họ sự vui tươi và giúp họ tìm lại được phẩm giá mà họ đã đánh mất. Tin Vatican. Đối thoại Công giáo và Hồi giáo Shiite về chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo. Hội đồng Giáo hoàng về đối thoại Liên tôn và văn hóa Hồi giáo Tehran đã tổ chức một buổi hội đàm tại Vatican hôm 22 tháng 11 vừa qua về chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và bạo lực. Chủ đề của buổi hội đàm lần thứ 10 và là lần đầu tiên kể từ năm 2014 bao gồm chủ nghĩa cực đoan và bạo lực nhân danh tôn giáo, những lý do lôi cuốn những người ủng hộ và những thành viên, cách tiếp cận hợp lý với tôn giáo, các dấu chỉ hy vọng cho một nhân loại bị tổn thương, và nhân loại và căn nhà chung, sự đóng góp của tôn giáo cho một thế giới tốt đẹp hơn. Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp các tham dự viên của cuộc đối thoại này hôm 23 tháng 11 vừa qua tại Đại Thính Đường Phaolô Đệ Lục. Trong bài phát biểu ngắn gọn của mình, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhớ về cuộc họp của Ngài với Tổng thống và Phó Tổng thống Iran, và nói cuộc gặp gỡ này để lại một ấn tượng rất tốt về văn hóa Iran. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Duy An trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần tiếp theo cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Sewell và Đức Benedicto thứ 16. Buổi nói chuyện đã được xuất bản thành sách hồi tháng 9 vừa qua với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng. Ký giả Peter Sewell tiếp tục cuộc trò chuyện như sau. Thưa Đức Thánh Cha, việc Đức Thánh Cha chưa ngăn chặn các phương tiện truyền thông Ý, tự hỏi là sao không nên tìm lý do thực sự dẫn đến việc Ngài từ chức trong vụ VatiLeaks, bao gồm không chỉ trường hợp Paolo Gabriele, mà cả các vấn đề tài chính và mưu đồ trong giáo triều. Cuối cùng, bản điều tra dài 300 trang về tất cả những vấn đề này khiến Ngài ngao ngán đến mức Ngài không thấy lối thoát khác hơn là nhường chỗ cho người khác. Có phải vậy không ạ, thưa Đức Thánh Cha? Không, điều này không chính xác, không đúng chút nào. Ngược lại, các trường hợp này đã được giải quyết hoàn toàn. Tôi khẳng định là vào thời điểm đó,
đối với tôi cũng như anh, chúng ta không thể rút lui khi các sự việc không tốt đẹp và đang chờ được giải quyết. Tôi có thể từ chức vì sự yên ổn đã trở lại. Không từ chức dưới áp lực và cũng chẳng phải để trốn chạy vì tôi không thể giải quyết rốt ráo những sự việc này. Thưa Đức Thánh Cha, một số tờ báo thậm chí đã nói đến chuyện đe dọa hay âm mưu nữa. Đức Thánh Cha nghĩ sao ạ? Điều này là hoàn toàn vô lý. Tôi nghĩ rằng thật khó chịu với cách mà một người, bất kể lý do gì, đã tưởng tượng là cần phải gây tai tiếng để thanh tẩy giáo hội. Nhưng không ai cố gắng dọa tôi. Và lại, tôi sẽ không phải chấp thuận điều đó. Nếu có một mưu toan như vậy, tôi đã từ chối ra đi bởi vì không thể chấp nhận đầu hàng áp lực. Ở đây không thích hợp để nói về sự thất vọng hoặc bất cứ điều gì. Ngợi khen Thiên Chúa, thay vào đó là bầu khí bình an, hài lòng với ý tưởng giúp vượt qua khó khăn. Một bầu khí trong đó chúng ta có thể hoàn toàn thanh thản trao bánh lái cho người kế nhiệm. Theo một số người phản đối, chức giáo hoàng đã bị tục hóa bởi việc từ chức của ngài. Vấn đề là bây giờ sẽ không còn là chức vụ có một không hai nữa, nhưng là một chức vụ như bao chức vụ khác. Đức Thánh Cha nghĩ sao về suy nghĩ đó ạ? Tôi đã phải dự tính điều này và tự hỏi về thuyết chức năng như người ta nói là không có khả năng lan sang chức vụ giáo hoàng. Đồng thời, một mức độ tương tự đã diễn ra nơi các giám mục. Trước đây, một giám mục không được phép từ chức và họ thường nói, tôi là cha và tôi vẫn mãi là cha. Họ tin rằng người ta không thể đặt kỳ hạn cho họ. Đó là vấn đề viên chức hóa, thế tục hóa, một loại hình dịch vụ dân sự không thể áp dụng cho một giám mục. Tôi phản đối kiểu nói ngừng làm cha. Rõ ràng là ông không ngừng là cha, nhưng ông từ bỏ trách nhiệm cụ thể. Vẫn là cha theo một nghĩa sâu sắc, thân mật với một mối liên hệ và trách nhiệm cụ thể, nhưng ông không còn thực hiện công việc của người cha. Tình trạng này cũng như thế với các giám mục. Rồi người ta cũng đi đến việc chấp nhận cách chung rằng nếu giám mục có trách nhiệm về sứ vụ bí tích vẫn tiếp tục liên kết cách nội tại với ngài, thì ngài không buộc phải giữ chức vụ của mình mãi mãi. Đối với tôi, rõ ràng giáo hoàng không phải là một siêu nhân và chỉ sự hiện diện của ngài là không đủ. Ngài còn phải thi hành trách vụ. Khi từ chức, ngài từ bỏ trách vụ của mình trong khi vẫn duy trì theo cách rất thân mật trách nhiệm ngài đã đảm nhận. Người ta dần dần hiểu rằng chức giáo hoàng đã không bị mất đi sự vĩ đại của nó, thậm chí chiều kích nhân bản của trách vụ có thể hiển thị rõ ràng hơn. Thưa Đức Thánh Cha, ngay sau khi ngài loan báo quyết định từ chức, và như hàng năm sau thứ tư lễ tro, giáo triều tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay. Người ta có nói chuyện với ngài, ít nhất là trong phạm vi này, vấn đề liên quan đến chuyện từ chức của ngài, phải không ạ? Ồ không, tuần tĩnh tâm là thời gian thinh lặng, lắng nghe và cầu nguyện. Trong lịch trình của tôi, chắc chắn tôi hiểu rằng tuần lễ thinh lặng này sẽ giúp mọi người, các giám mục, các hồng y và các cộng tác viên của giáo triều suy gẫm quyết định này sâu hơn. Bỗng nhiên, tất cả mọi sự liên quan đến những thứ bên ngoài sẽ biến mất, và từ nội tâm chúng tôi hướng về nhau trước mặt Chúa. Đây là những ngày xúc động và bổ ích cho tôi. Trước hết, đó là sự rút lui và thinh lặng, không ai làm phiền tôi vì không có các buổi tiếp kiến. Tất cả chúng tôi rút lui khỏi sự náo nhiệt và từ nội tâm chúng tôi gần nhau hơn bởi vì chúng tôi cùng cầu nguyện và lắng nghe 4 lần một ngày. Thứ đến, từng người ở trước mặt Chúa trong trách nhiệm cá nhân của mình. Tôi phải nói rằng, lịch trình này rất đúng đắn. Nhìn lại quá khứ, tôi không thể ngăn mình nhận ra ngay lúc này đây nó thậm chí còn tốt hơn nữa. Đức Thánh Cha đã bao giờ hối hận vì việc từ chức, thậm chí chỉ một phút ạ? Ồ không, không. Mỗi ngày tôi đều nhận thấy mình đã đúng. Tôi đã suy nghĩ và bàn luận với Chúa khá lâu. Vậy thưa Đức Thánh Cha, có khía cạnh nào mà ngài đã không nghĩ đến
Và có lẽ chỉ xuất hiện với Ngài sau đó không ạ? Không có khía cạnh nào cả. Thưa Đức Thánh Cha, Ngài cũng đã dự kiến rằng, trong tương lai người ta có thể yêu cầu một giáo hoàng từ chức cách hợp pháp, phải không ạ? Hiển nhiên là không có vấn đề buộc phải tuân theo các yêu cầu. Đó là lý do tại sao trong bài phát biểu của tôi nhấn mạnh sự kiện tôi đã hành động cách hoàn toàn tự do. Không bao giờ phải ra đi để trốn chạy điều gì đó. Không bao giờ chịu khuất phục áp lực. Bạn chỉ có thể ra đi nếu chẳng ai đòi hỏi bạn. Và không ai yêu cầu khi tôi làm điều đó. Không ai cả. Điều đó hoàn toàn làm cho mọi người ngạc nhiên. Sự kiện Đức Thánh Cha từ chức ngay lập tức đã đánh dấu một bước ngoặt với việc mở ra trên một lục địa khác. Hẳn đã làm cho Ngài ngạc nhiên chứ, thưa Đức Thánh Cha. Trong giáo hội, chúng ta phải mong đợi bất cứ điều gì. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trò chuyện giữa ký giả Peter Seward và Đức Benedicto thứ 16 với đề tựa Đức Benedicto thứ 16, những cuộc trò chuyện sau cùng, mới được xuất bản vào tháng 9 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay giới thiệu ông Gioan Tẩy Giả về thân thế và sứ điệp của ông. Nơi con người này, nhân vật cuối cùng của thế hệ các ngôn sứ, cả những dấu chỉ về tính liên tục cũng như sự đứt đoạn trong cả một lịch sử dài, lịch sử duy nhất. Đó là lịch sử cứu độ. Gioan là dấu chỉ về tính liên tục như thế nào? Gioan đã sống đời khắc khổ, nhiệm nhặt về thức ăn cũng như áo mặc. Thức ăn và áo mặc của ông là điển hình cho sự hối cải, cho thấy ông là người của Thiên Chúa, đồng thời khẳng định rõ rệt rằng chỉ việc hối cải mới quan trọng, còn những nhu cầu khác chỉ là thứ yếu. Một khi đoạn tuyệt với những nhu cầu vật chất, con người được chuẩn bị để tiếp nhận ơn thánh. Điều này khiến người ta liên tưởng đến nhiều ngôn sứ, nhất là
đến ngôn sứ Elia, đã từng sống trong sa mạc. Vì thế, khi Gioan xuất hiện, người ta đã nhìn nhận ông thuộc hàng ngôn sứ. Đàng khác, hình ảnh Gioan cũng là âm vang của ngôn sứ Isaiah. Ông chính là nhân vật được loan báo trước, có nhiệm vụ dọn đường cho đấng thiên sai sẽ đến. Đồng thời, Gioan cũng là dấu chỉ về sự đứt đoạn. Ông đã bắt đầu rao giảng tại hoang địa, chứ không phải tại thành phố, hay giữa dân chúng. Vì tiền hô không đến với con người. Trái lại, con người phải thay đổi, phải ra khỏi nơi ở của mình, ra khỏi những thói quen của mình, để tìm vào hoang địa, để gặp và nghe Gioan giảng dạy. Kính thưa quý bà và anh chị em, Gioan xuất hiện nơi hoang địa để làm phép rửa và rao giảng. Trong Kinh Thánh, hoang địa hay sa mạc là trường thử thách đem lại vinh quang. Dân Israel, sau khi ra khỏi Ai Cập, đã được Thiên Chúa hướng dẫn trong sa mạc để gặp gỡ với Thiên Chúa tại núi Sinai. Sa mạc tượng trưng cho sự đoạn tuyệt với văn minh bên ngoài, với tiếng động huyên náo, để trở nên hoàn toàn tự do, dễ dàng nghe tiếng Chúa. Sa mạc là nơi để Thiên Chúa nói với tâm hồn, là nơi để sám hối, để đổi mới, để ơn cứu độ được thực hiện. Sa mạc là nơi chuẩn bị, nơi để thanh luyện trước khi vào đất hứa. Bên bờ sông Giô-đan, nơi xưa kia dân Israel đi vào đất hứa, Gioan giảng dạy và làm phép rửa, để rồi khi Đức Giê-xu đến, người sẽ dẫn họ vượt qua sông để vào đất hứa đích thực. Trong sa mạc, Gioan là người chuẩn bị cho đấng thiên sai sắp đến. Như vậy, những ai bằng lòng tìm đến sa mạc sẽ thấy Thiên Chúa đến trong Đức Giê-xu để tỏ vinh quang của người và được ghi ấn giao ước. Nói chung, chỉ cần nhìn vào con người và cái sống của Gioan Tẩy Giả, cũng như nơi ông hoạt động, người ta cũng thấy được ý nghĩa của việc Đức Giê-xu đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đi vào sa mạc là chấp nhận thay đổi, là đoạn tuyệt với thế giới thường ngày. Đi vào sa mạc không phải để trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống, nhưng đúng ra là để hiện diện trước cái nhìn của Thiên Chúa, để chết đi cho chính mình. Do đó, việc đi vào sa mạc để nghe rao giảng, để chịu phép rửa, không phải là một sự trốn tránh, cũng không phải là tự sát. Sám hối là sáng tạo, là đổi mới, là lên đường để sinh hoa quả. Đó là con đường đưa đến mùa gặt, con đường hướng tới phép rửa trong Thánh Thần và trong lửa. Khi nào đấng phải đến sẽ đến? Không ai biết. Chỉ biết rằng nước trời đã gần kề. Cái rìu đã để sẵn giữa gốc cây. Thế nên, lời mời gọi hối cải là một lời mời gọi khẩn cấp. Người ta không thể trì hoãn. Lời mời gọi này gửi đến mọi người, trước hết là những người Do Thái. Đặc ân là con cháu Abraham, không cho phép họ từ bỏ việc sám hối. Chính họ phải mở rộng tâm hồn, phải sám hối, để đón nhận những điều kỳ diệu, vượt xa những điều đã được Thiên Chúa thực hiện trong quá khứ. Đặc biệt, Gioan đã tỏ ra nghiêm khắc với những người biệt phái và sa đốc. Họ là những người hiểu biết, có địa vị hơn, nên càng phải tích cực hơn trong việc đón nhận đấng thiên sai. Cuối cùng, lời kêu gọi này không phải chỉ gửi tới những người thời xưa, những thính giả hiện diện,
nhưng còn gửi tới mọi người ở mọi nơi, mọi thời. Tất cả đều phải sám hối để chuẩn bị đón đấng đang đến. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong lời mời hướng tới tương lai, Gioan đã nhìn thấy rõ ràng tác động giải thoát của Thánh Thần, cũng như khả năng đáp ứng phi thường của con người. Gioan biết trong tâm hồn có những khoảng cách giữa công chính và bất lương, giữa tự do và nô lệ, tiền bạc, dục tình. Ông biết cần phải phá bỏ khoảng cách đó, cần phải đẩy tới. Vì vậy, ông muốn đưa con người vượt ra khỏi cảnh sống tầm thường của họ. Ông đã dìm họ trong nước, dòng nước của tự do và chờ đợi Thiên Chúa. Mặc dù phép rửa của Gioan chỉ là khởi đầu, là phép rửa giao hòa, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đấng thiên sai. Thế nhưng, đó là bước đường bắt buộc, không ai có quyền viện cớ này, cớ khác để tránh né. Đừng tự hào tôi là người Kitô hữu, hay tôi đang sinh hoạt trong hội đoàn này, hội đoàn nọ. Tôi đi lễ mỗi ngày, cầu nguyện liên miên. Tất cả đều vô ích nếu chúng ta không sám hối tận đáy lòng một cách chân thành. Vậy, tôi đã làm gì để đón đấng đang đến? Cây đời tôi đã sinh trái chưa? Một điều lý thú là, Gioan không muốn thanh tẩy nếu không có sự cộng tác của người nghe. Ông để tự họ quyết định, tự khởi đầu. Anh em phải sám hối. Thế là ông nhận ra rằng, người ta có khả năng sám hối. Đó không phải là điều khôi hài hay nói cho qua, nhưng là phải bắt đầu xem xét cuộc đời, cách hành động của mình có phù hợp với chương trình của Thiên Chúa hay không. Ngoài ra, đừng ai cho rằng Gioan là người bảo thủ. Ông kêu gọi sự thay đổi. Ông kêu gọi sự tiến bộ qua việc tự giải thoát chính bản thân. Gioan cũng không phải là nhà luân lý. Mục tiêu ông hướng tới không phải là một xã hội được tẩy sạch, nhưng là làm cho đấng đang đến trở nên sống động. Như vậy, con người và cách hành động của Gioan thật có giá trị. Đó là một lời kêu gọi với công giọng tha thiết, đầy tính thôi thúc. Gioan được ví như lưỡi cày đang đào xới mảnh đất. Để rồi, đấng thiên sai sẽ gieo hạt. Còn phần chúng ta, đừng để lời mời gọi đó loãng tan vào hư không. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết nhìn lại mình và mau mắn hoán cải, mau mắn trở về với Chúa qua việc lãnh nhận bí tích giao hòa, hầu có thể nhận được ơn cứu độ và cũng giúp cho người khác biết sám hối và nhận được ơn cứu độ qua gương sáng của mỗi người. Amen. Sám hối là điều không dễ dàng khi lòng chưa khiêm tốn. Sám hối cần con biết chân thành, biết thực lòng ăn năn. Bao nhiêu lần rồi đời con sống buông trôi, bao nhiêu lần rồi đời con sống lôi thôi, không buồn tiếc nuối. Xin Chúa cho con biết nhìn lại chính mình với bao điều bất chính, để con sám hối thật tình. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng
rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh, sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Sám hối là làm ngay ngắn lại con đường trong tâm trí. Sám hối là xa lối gian tà để trở về nhà cha. Bao nhiêu tội đời làm hoen ố thân con, bao nhiêu lầm lạc làm che lấp tâm con, soi mòn cuộc sống. Xin Chúa dẫn đưa con về bên với Ngài, sống trong tình thân ai. Niềm vui mãi mãi là Ngài. Con muốn hôm nay bắt đầu lại cuộc sống chân thật với chính mình. Con muốn hôm nay cuộc đời con đổi mới, hết lòng lo vươn tới. Xin cho chúng con đừng rơi vào ảo tưởng, đừng tự lừa dối mình. Một đời hy sinh, sống trọn niềm trung tín để yêu Chúa trọn tình. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện. Kinh Thánh cho chúng ta những hình ảnh đáng thương về các bà quá. Bà quá thành Sarepta, bà quá dâng cúng 2 đồng tiền nhỏ, bà quá nài nỉ vị quan tòa, bà quá thành Na-im khóc thương đứa con duy nhất. Trong phút cầu nguyện này, chúng ta cùng chiêm ngắm chân bước Margarita, một quá phụ của gia đình dòng Đa Minh, và cầu nguyện đặc biệt cho các bà quá. Chân phước Margarita sinh năm 1382 trong một gia đình quý tộc vùng Savoy. Chị lớn lên với một tương lai tươi sáng đầy hứa hẹn. Đến tuổi trưởng thành, song thân sắp đặt cho chị kết hôn với công tước xứ Montferrat. Tưởng chừng như hạnh phúc sẽ mãi êm trôi, nhưng thần chết lại xuất hiện sớm, đón lấy người chồng của chị, khiến chị trở thành quá phụ.
Sau cảnh tang thương mất mát người thân yêu, thường khi là những nỗi đau trải dài đến vô tận của những người ở lại. Những lúc như vậy, khúc quanh cuộc đời như mở ra biết bao lối rẽ, song lại không mấy rõ ràng để chọn lựa, bởi sự cản ngăn của nỗi đau như những hố sâu vô hình trong lòng. Điều này giúp chúng ta nhận ra, thánh ý của Thiên Chúa trong cuộc sống không đến bằng những con lộ thẳng, hay có những dấu chỉ rõ ràng, hay bằng những chọn lựa chắc chắn. Cuộc đời không phải là những diễn biến không đổi thay, nơi mà chúng ta bám vào vì sự an toàn hay tìm kiếm sự khẳng định. Các tương quan của chúng ta không cảm thấy cố định và vững chắc. Không có gì tồn tại như chúng đã một thời. Không có gì tồn tại như nó hứa hẹn. Nhưng một điều không thể tránh được là cách chúng ta đối diện với những gì xảy ra cho chúng ta bên ngoài sẽ hoàn toàn phụ thuộc về con người bên trong của chúng ta. Trần Phước Margarita mất đi người phối ngẫu, trở thành quá bụa. Nỗi đau tưởng chừng như không gì có thể bù đắp. Tuy nhiên, chị Margarita đã lật cuộc đời sang một trang sách mới. Nhờ sự hướng dẫn của một vị linh mục, chị Margarita hân hoan bước theo ơn gọi dâng hiến cách tròn đầy trong dòng Đa Minh. Chị đứng lên, vực dậy tinh thần, làm lại một khởi đầu mới. Dòng chữ quá phụ Margarita nghe thật đáng thương và lạnh lùng, nay được thay bằng hiền thê Margarita khi chị kết ước với vị tân lang là Đức Kitô. Từ đó, chị sống bác ái, hy sinh và kết hiệp mật thiết với Chúa bằng đời cầu nguyện. Chị sẵn lòng đón chịu những lời vu khống, đau khổ, bệnh tật để cầu xin cho sự hiệp nhất trong giáo hội. Đồng thời chị còn làm loan tỏa đến những người nghèo khổ, những người mắc các chứng bệnh nan y, về tình yêu, sự khiêm hạ và lòng quảng đại của chị. Trong tinh thần phục vụ, chị Margarita đã gạt bỏ thân phận cao sang quyền quý để làm những công việc hèn mọn nhất của đan viện cho đến hết quãng đời còn lại. Chị qua đời ở tuổi 82. Hai thế kỷ sau, tức năm 1669, Đức Thánh Cha Clemente thứ 10 tôn phong chị lên hàng chân phước. Bạn thân mến, dù cho cuộc đời có xảy ra biến cố nào chăng nữa, ước gì chúng ta luôn hy vọng để thấy ánh sáng chan hòa và niềm vui vĩnh cửu. Có thể giờ đây bạn đang sống trong cảnh quá bụa và bạn chưa tìm thấy một điểm tựa nào cho tâm hồn thay thế chỗ trống của người chồng hay người vợ quá cố của bạn. Hãy cầu nguyện với chân phước Margarita Savoy để cùng với Ngài bạn không còn co mình lại trong nỗi đau, nhưng biết vươn lên mà bước đi trên con đường nhân đức. Lạy Chúa, khi cuộc sống của con đang mất dần hương vị vừa ý, con xin Chúa đến và thêm sức cho con, bởi con vẫn tin rằng Chúa đang chuẩn bị cho con những điều vừa ý khác. Như chân phước Margarita Savoy, con xin Chúa giúp con luôn biết can đảm đứng lên sau những nỗi đau, để con biết mở lòng cộng tác xây dựng nước Chúa ngay tại trần thế. Xin giúp con ý thức rằng, đường dương thế như gió thoảng vô tình, như bài ca với bao điều dang dở, cũng đôi khi tựa nét viết đẹp xinh, gom góp lại nên chính cuộc đời mình. Đường dương thế đã khát khi mỏi rồi, đã cô đơn, đã nhiều lần thấm lệ, đã thở than tình người mau tàn thế, ngẫm cuộc trần như bọt bể nổi trôi. Đường dương thế chính lối ta dẫn về, đường mở ra ánh tin yêu hy vọng,
đường chính lộ ta khao khát đợi trông, và tin vững cuối đường tràn hạnh phúc. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, Ngài bên con mong được con đáp lời, Ngài bên con trên đường đời mơ khuất tương lai, chân mệt nhoài thật giá trên vai, con mong đạt tình yêu Chúa. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, Ngài bên con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian nan, con tin Chúa là tình yêu. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian nan, con tin Chúa là tình. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.